Ngày 12 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Quân, phó tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong, gọi tắt là công ty Tiên Phong, trụ sở tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, về tội đưa hối lộ. Công an xác định bị can Mai Văn Quân với vai trò là phó tổng giám đốc công ty Tiên Phong đã đưa tiền cho các đăng kiểm viên của Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe với mục đích bỏ qua các lỗi thiếu sót trong hồ sơ để được thẩm định đạt hồ sơ thiết kế. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Mai Đức Truyền, chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam, vì có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, nhận tiền của công ty Tiên Phong để bỏ qua thiếu sót trong hồ sơ trên và thẩm định đạt. Hành vi này theo công an đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh cũng quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, gồm Nguyễn Chí Quyết, sinh năm 1992, ngụ tỉnh Đắk Lắk, giám đốc trung tâm đăng kiểm 50-13D, Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1990, ngụ quận 10, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 50-13D, Phạm Văn Luân, sinh năm 1991, ngụ tỉnh Đắk Lắk, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 50-13D, để điều tra về các hành vi sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Liên quan tới các sai phạm ở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố hơn 140 bị can về các tội giả mạo trong công tác, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.